mày gà lắm nhưng mà cắt cắt hả? Xào đậu que cá biển cá ngăn lắc không có nó bị lắc thì nó rõ quay không có kịp cá gì nè cái này cá ngăn phải không ta cá nó mới ngon mặt má mà hai loại này mặt má hay ngăn loại cá ngăn khác khô lắm cá ngăn khô còn có loại giống vậy nữa mà cái màu nó chân luôn nó khác nha mặt má thì mặt cái má cái... nó khô lắm con cá này cái gì cái mặt má hả má hai loại rồi cái loại mà thịt mình nó mềm mềm béo béo á đó là loại đó loại này nè mềm mềm mà béo béo nấu canh mặn em mới ngon mua là loại ở trên lưng nó vàng vàng đó là nó ăn cái thịt nó khô lắm ừ thịt này béo mềm nấu canh mặn này. Hành có cà với thằng tàu anh anh cũng thèm lắm thì mình thèm lắm Tự Phong mà thèm ác không vậy cái bình kia có cái bình nhỏ đó là 3 kg 4 kg 3 trời ơi sao không cái này bình mắt chứ rồi tôm khô tôm khô bán mùa bía nước sôi rồi nó sôi đột ngột lên luôn mới mình tìm bạn ơi học múc giùm dĩa gì qua nè thì về xào múc gút này qua này thịt sẵn gút múc múc lại nè rồi được hai xin chào cả mấy anh em và cộng đồng nha chúc mấy anh em và cộng đồng kiếm tiền nhiều và hạnh phúc bên gia đình nha mấy anh em mấy anh em xem kênh mình nhớ đăng ký kênh mình mấy anh em ơi cảm ơn mấy anh em trước nè bữa nay hôm qua mình nấu một hàng cá bạc má nấu canh mặn bữa nay còn mẹ ba làm cá bạc má này tính hai ba loại luôn có loại thịt nó béo mà nó mềm có loại thịt nó khô quá mà nó cá thôi để kho kho nó ngon còn cá mà thịt béo mềm thì nấu canh mặn cũng đã béo chua chua ngọt chia sẻ nữa em một miếng thịt sẩm guốc thôi mời mấy anh cơm nha mình đã bụng dữ lắm rồi sắp nước nước rồi còn đâu lắm nước rồi chua có gì mặn nhẹ vị ngọt không có vị ngọt hết rồi mặn lắm ăn bận đầu luôn thật cảm muối ngon lắm
bước cái mỡ nó vòng vòng, nó biết cục thịt nào. Mỡ vòng vòng. Đừng có nói được mỡ vòng vòng làm hay đâu, con heo đâu có quên nó được. Cá bạc má, thịt nó là cứng hơn cái ngàn, cái ngàn nó mềm hơn, béo hơn. Nước ngọt quá. Thật cảm giác nước ngọt quá. Cái mỡ nước dễ liền quá. Cá này sườn lắm. Mình đóng sườn này mình nhai được cái nốt rồi đó, khổ chết luôn. Cái giữa nó sườn. Thôi mà mấy này nha. Không biết được cho nóng. Cái này hơi cồ. Nó mạnh tay hàng như thế này mà. Rồi cái này nó bự quá. Thịt nó cứng. À, nấu bình mặn này cái con cá ngăn nó béo béo à, nó ngon bình mặn cá nó béo à, nó ngon cái cá mà nó khô quá ăn ngon.
nấu gì phải. Đã quá. Có cái hấp nước là ngon. Thường thế nó tặng chặt. Cá bự quá. Thịt nó khô. Nó khô quá khô. Thịt nó khô quá khô. Thịt khô ăn. Đấy. Uống miếng nước vô. Thích miếng nước. Còn cái nước ngon lắm, tạm tạm nước thành công. Cá mặt má nó khô quá. Con cá này nhìn cũng giống cá ngon. Nhưng mà không phải cái ngon cá mặt má. Cá mặt má thì rất rồi. Nó vừa cái ngon nó được đấy. Thịt nó béo. Thịt nó thiếu à. Một cái ngon nó nhỏ con. Nó nhỏ nó bự. Cá tường quá đường. Tại mình ăn xương rồi.
khô. Màu ngán lắm anh em, màu ngán cũng ba con với gì hết thịt tạo không ruốc. Mấy này mà mình tin gì cả đấy, từ đây mấy này mà mấy ăn cá không bắt không biết ăn không béo không bắt tin à, mình xin dừng clip tại đây. Xin chào mấy anh em, chúc mấy anh em và gia đình mấy anh em nhiều sức khỏe. Xem kênh mình nhớ đăng ký kênh mình nha. Bye bye.